Xin chào tất cả các em. Thầy rất vui khi được gặp lại các em qua tiết học trên truyền hình ngày hôm nay. Tiếp nối với các bài học ở bài số 2, gõ cửa trái tim, hôm nay chúng ta đến với tiết nói và nghe, trình bày ý kiến về một vấn đề trong đời sống của gia đình. Thầy mời các em mở vở và sách giáo khoa, chúng ta chuẩn bị vào bài học nhé. Trước khi vào bài học thì thầy sẽ cùng các em đến với mục tiêu cần đạt. Các em quan sát trên màn hình. Ở bài học ngày hôm nay, chúng ta hướng đến các cái năng lực. Thứ nhất là các em biết trình bày ý kiến về một vấn đề trong đời sống gia đình sao cho hấp dẫn và thuyết phục. Biết lắng nghe các ý kiến nhận xét từ phía người nghe. Thứ hai, các em nắm bắt được thông tin bài nói của các bạn, có thể đưa ra nhận xét, góp ý cho bạn. Thứ ba, các em chú ý kỹ năng tự tin trình bày sản phẩm trước tập thể lớp theo một ngôn kể phù hợp. Và cuối cùng, khi nói, các em chú ý kết hợp ngôn ngữ nói và ngôn ngữ hình thể. Ở mục tiêu cần đạt thứ hai là về phẩm chất, các em hướng đến ý thức tự giác, tích cực trong học tập, sáng tạo trong cách nói, trân trọng những tình cảm tốt đẹp trong đời sống gia đình, biết gắn bó, chia sẻ và yêu thương. Và với những mục tiêu như thế, thầy mời các em đến với bài học ngày hôm nay. Các em quan sát kỹ trên màn hình để đến với đoạn video và trả lời câu hỏi phía sau các em nhé. Quả là một đoạn video hết rất là cảm động, phải không các em? Và các em quan sát kỹ xem là trong đoạn video đó, cái hình ảnh nào mà em cảm thấy ấn tượng nhất, cũng như là các em quan tâm và trăn trở nhiều nhất. Thầy tin rằng với đoạn video như thế, các em đã có câu trả lời cho chính mình rồi, phải không? Và trong đoạn video ấy, chúng ta thấy có đều hướng đến hai chữ rất thiêng liêng đối với cuộc đời của mỗi người, đó chính là gia đình. Bởi lẽ gia đình chính là nơi cuộc sống bắt đầu và tình yêu không bao giờ kết thúc. Đó cũng chính là nội dung mà bài luyện nói ngày hôm nay chúng ta hướng đến. Thầy mời các em mở sách giáo khoa trang 55, chúng ta vào bài học các em nhé. Các em thân mến, các em chú ý trên màn hình khi các em thấy một biểu tượng, một cánh tay và một cây vít ở phía bên tay trái, các cái trang chiếu thì đó chính là phần ghi bài của các em. Và thầy mời các em ghi vào bài học nói và nghe, trình bày ý kiến về một vấn đề trong đời sống của gia đình. Các em quan sát vấn đề chúng ta chia sẻ ngày hôm nay, đó là em hãy chia sẻ một vấn đề trong đời sống gia đình khiến em quan tâm và suy nghĩ nhiều nhất. Rõ ràng đứng trước một vấn đề như thế, chúng ta sẽ nhớ về tiết nói và nghe mà ở bài học trước cô Hạnh Thủy đã hướng dẫn các em. Để làm một vấn đề như thế này, theo các em, chúng ta cần phải làm gì? Các em quan sát câu hỏi. Để trình bày một bài nói nghe về một ý kiến trong cuộc sống, chúng ta cần chuẩn bị điều gì? Với những kiến thức đã học, thầy nghĩ rằng nhiều em đã cho mình một cái đáp án, phải không? Và ở đây chúng ta chú ý cho thầy. Để trình bày một bài nói nghe, chúng ta có 3 bước sau đây. Thứ nhất là trước khi nói. Các em quan sát trước khi nói và trình bày bài nói sau khi nói. Ở 3 bước này chúng ta có những nội dung cụ thể, và ở tiết học ngày hôm nay thầy sẽ hướng dẫn cho các em các cái bước để trình bày một bài nói. Các em quan sát. Trước hết các em hãy ghi vào vở học của mình
Mục thứ nhất là trước khi nói. Ở phần trước khi nói, các em chú ý cho thầy hai nội dung. Thứ nhất là chuẩn bị nội dung nói. Ở phần chuẩn bị nội dung nói, các em quan sát là chúng ta phải lựa chọn một đề tài cho phù hợp. Thứ hai, chúng ta có thể chọn chuẩn bị những bức tranh, ảnh hay là bài hát để minh họa cho bài nói trở nên sinh động hơn. Thứ ba, các em có thể ghi ra giấy nháp những ý cần nói và sắp xếp theo một trật tự hợp lý. Trước khi nói, ngoài chuẩn bị nội dung nói, chúng ta còn tập luyện. Ở phần tập luyện, các em chú ý, chúng ta có thể tập luyện một mình, cũng có thể tập luyện trước người thân và bạn bè để họ góp ý cho mình. Trong khi tập luyện thì các em nên chọn một cách nói tự nhiên, gần gũi, gần với kiểu tâm tình, chia sẻ, giải bày, thì cái bài nói của mình nó hấp dẫn hơn các em nhé. Như vậy, ở mục trước khi nói, các em chú ý cho thầy hai phần chính, đó là chuẩn bị nội dung nói và tập luyện. Chúng ta qua phần thứ hai. Các em ghi vào vở cho thầy. Đó là trình bày bài nói. Ở trong trình bày bài nói, đây chính là phần trọng tâm nhất của bài học. Chúng ta có 3 phần. Phần thứ nhất là phần mở đầu. Ở phần mở đầu, các em chỉ làm 2 nhiệm vụ. Đó là chào hỏi và giới thiệu vấn đề. Phần thứ hai là phần nội dung chính. Ở trong phần nội dung chính, các em chú ý, khi chúng ta trình bày ý kiến một vấn đề trong đời sống, thì chúng ta nên nêu các biểu hiện cụ thể. Chúng ta nêu tác động của vấn đề đối với bản thân và mọi người. Chúng ta trình bày mong muốn và cách mà em đã làm để giải quyết vấn đề. Đây chính là phần giải pháp các em nhé. Phần thứ ba chính là phần kết thúc. Ở phần kết thúc, các em cũng làm 2 nhiệm vụ. Đó là phát biểu suy nghĩ của bản thân và các em có lời cảm ơn với người nghe. Các em quan sát thật kỹ vì đây là nội dung quan trọng tâm nhất của bài nói nghe. Vì thế, thầy sẽ làm một ví dụ để các em hiểu rõ hơn cái phần này. Các em quan sát trên màn hình giúp thầy. Ở đây, thầy chọn một vấn đề trong đời sống gia đình. Đó là những việc cần làm để gia đình trở thành một tổ ấm yêu thương. Đứng trước một vấn đề như thế, chúng ta sẽ chọn ở phần nội dung nói 3 phần. Phần mở đầu, các em giới thiệu tên, lớp, trường và em xin phép được trình bày vấn đề của các em. Phần thứ hai, các em nói được ý nghĩa quan trọng của vấn đề mà cần nói. Phần tiếp theo là phần nội dung chính. Ở đây, các em tập trung trình bày các biểu hiện cụ thể của tình yêu thương trong gia đình. Các em nêu vai trò hay gọi là tác động của tình yêu thương đối với các thành viên. Thứ ba, các em trình bày những giải pháp cần làm gì để gia đình trở thành một tổ ấm yêu thương. Và cuối cùng, đó là phần kết thúc. Các em chú ý, chúng ta sẽ trình bày, khẳng định lại cái giá trị của tình yêu thương trong đời sống gia đình và các em viết, nói lời cảm ơn đối với người nghe. Các em chịu khó quan sát kỹ để chúng ta có thể thực hành được bài nói ở phần tiếp theo. Như vậy, ở phần này, các em chú ý cho thầy, khi trình bày một bài nói, chúng ta có 5 chú ý sau đây. Chú ý thứ nhất là các em phải nói to, rõ ràng, truyền cảm và thống nhất về ngôi kể. Thứ hai, các em chú ý điệu bộ, cử chỉ, nét mặt, ánh mắt sao cho phù hợp. Chú ý thứ ba, trong khi nói, cần tập trung vào vấn đề mà em đã chọn, không được liệt kê bằng chứng hay là kể chuyện. Thứ tư, các em cần liên hệ với trải nghiệm của bản thân. Và cuối cùng, khi trình bày một bài nói, thì các em nên sử dụng các tranh ảnh hay là bài hát để minh họa cho bài nói, từ đó giúp cho bài nói có sức thuyết phục hơn. Với những chú ý như thế, thầy tin rằng các em sẽ thực hiện được bài nói một cách rất là thuận lợi. Cuối cùng, trong cái phần nói nghe, các em chú ý đó là sau khi nói. Ở phần này, các em hãy ghi vào vở cho thầy nhé. Sau khi nói, chúng ta hướng đến đối tượng thứ nhất là người nghe. Ở người nghe, các em chú ý phải chia sẻ, nêu nhận xét về phần trình bày của bạn với một thái độ chân thành. Và các em có thể trao đổi với bài nói của bạn theo hướng sau đây. Có thể trao đổi về nội dung bài nói. Ví dụ, các em có thể trao đổi về chủ đề, đề tài của bài nói có phù hợp hay chưa. Thứ hai, các
các em có thể trao đổi với bạn cách trình bày, ví dụ, cách sử dụng ngôn ngữ, các cử chỉ, các hình thức minh họa của bạn. Tiếp theo, các em đến với người nói. Người nói, các em phải chú ý tiếp thu ý kiến thật là xác đáng và cầu thị. Thứ hai, phải trao đổi về những điều người nghe chưa rõ và có thể trả lời câu hỏi cho người nghe nếu như người nghe yêu cầu. Như vậy, rõ ràng là để thực hiện một tiết nói và nghe, chúng ta có 3 bước. Các em quan sát trên màn hình giúp thầy. Ở đây, chúng ta thấy là có 3 bước. Bước thứ nhất là trước khi nói, và bước thứ hai là trình bày bài nói. Bước thứ ba là sau khi nói. Các bước này, chúng ta có các phần nhỏ như là chuẩn bị nội dung nói, luyện tập. Bước thứ hai là trình bày bài nói, thì các em chú ý 3 phần, là phần mở đầu, phần nội dung và phần kết thúc. À, sau khi nói thì các em hướng đến 2 đối tượng, đó là người nói và người nghe. À, đó là một cái sơ đồ tổng quan về một tiết nói nghe, các em chú ý để sau này chúng ta làm bài thực hành nói nghe cho tốt các em nhé. Và để thực hiện được cái tiết nói nghe, thầy mời các em quan sát trên màn hình và ghi vào vở. Chúng ta qua phần thực hành nói nghe. Ở phần thực hành nói nghe, chúng ta trở lại với yêu cầu ban đầu của đầu tiết học, đó là em hãy chia sẻ một vấn đề trong đời sống gia đình khiến em quan tâm và suy nghĩ. Đứng trước một vấn đề như thế, trước hết chúng ta phải hiểu được các quy trình của một bài nói nghe. Sau đó các em sẽ làm theo cái quy trình đó và thực hiện bài nói trên lớp. Sau đây, thầy xin chia sẻ với các em một số chủ đề chính mà các em có thể trình bày. Như chúng ta biết, khi trình bày một vấn đề trong đời sống gia đình, nó rất là phong phú và đa dạng. Có những vấn đề tích cực và cả những vấn đề tiêu cực. Chúng ta có thể dựa vào các văn bản trong cái bài 2 Gõ cửa trái tim, như là bài thơ Chuyện cổ tích về loài người của nhà thơ Xuân Quỳnh. Chúng ta có thể lựa chọn văn bản Bức tranh của em gái tôi của Tạ Duy Anh, hay là Mây và sóng của Tagore. Cũng có thể các em lựa chọn những vấn đề mà các em quan sát được chính trong gia đình của mình, hay là quan sát trên các phương tiện thông tin nghe nhìn mà các em quan sát hàng ngày. Ở đây thầy định hướng cho em 4 vấn đề mà các em có thể lựa chọn. Vấn đề thứ nhất là quan hệ giữa các thành viên trong gia đình. Vấn đề thứ hai là việc chăm sóc, lắng nghe, thấu hiểu của cha mẹ đối với con cái. Vấn đề thứ ba là thái độ cư xử của con cái đối với cha mẹ. Và vấn đề cuối cùng là những việc cần làm để gia đình trở thành một mái ấm yêu thương. Các em có thể chọn một vấn đề tùy vào sở thích, cũng như là năng khiếu, cũng như là mà các em thấy thuận lợi nhất cho bản thân mình. Nhớ là các em chỉ chọn một vấn đề để trình bày thôi nhé. Và ở đây thầy xin định hướng một bài nói nghe. Các em quan sát trên màn hình. Thầy định hướng một vấn đề, đó là những việc cần làm để gia đình trở thành một tổ ấm yêu thương. Thì khi chúng ta đón nhận một cái đề tài hay là một cái chủ đề nói, thì chúng ta chọn các cái bước làm. Và ở đây thầy sẽ minh họa cho các em một cái bài nói cụ thể qua 3 bước. Các em quan sát. Đầu tiên là phần mở đầu. Xin chào thầy cô và các bạn. Tôi tên là Huỳnh Ngọc Anh Thư, trường Trung học cơ sở Hàm Nghi. Sau đây tôi xin phép được trình bày về một vấn đề trong đời sống gia đình. Chúng ta đều biết, gia đình có vai trò rất quan trọng đối với con người. Đó chính là nơi cuộc sống bắt đầu và tình yêu không bao giờ kết thúc. Vậy đâu là những việc cần làm để gia đình trở thành một tổ ấm yêu thương? Đó cũng là nội dung chia sẻ mà tôi sắp trình bày sau đây. Và như vậy chúng ta thấy là đó là phần mở đầu của bài nói và nghe. Chúng ta qua phần thứ hai, đó là phần nội dung chính. Trước hết, như chúng ta biết, tình yêu thương trong gia đình là một dòng suối ấm áp, hiền hòa, nuôi dưỡng tâm hồn ta, giúp ta có thể đứng vững trên đường đời để chông gai, thử thách. Đó là tình cảm thương yêu, chia sẻ, đừng bọc lẫn nhau, rất đỗi thiêng liêng, xuất phát từ thành tâm, thành ý. Tổ ấm yêu thương trong gia đình được biểu hiện rất phong phú và đa dạng dưới nhiều hình thức. Có thể là lời dạy của ông bà, cử chỉ quan tâm, ân cần của mẹ, cái ôm của cha, giọng nói thân thương của chị,
hay là sự gắn kết giữa các thành viên. Gia đình vì thế có vai trò ý nghĩa với mỗi người, là chỗ dựa vật chất và tinh thần vững chắc của mọi thành viên, là nơi con cái tìm kiếm sự an ủi, chở che từ người lớn, mang đến sự ấm áp và niềm vui, đồng thời xoa dịu những nỗi đau. Đó là cái nôi giáo dục nên nhân phẩm và tính cách của con trẻ, như bác Hồ căn dặn: gia đình tốt thì xã hội tốt, nhiều gia đình tốt cộng lại thì làm cho xã hội tốt hơn. Vậy chúng ta cần làm gì để gia đình trở thành tổ ấm yêu thương? Trước hết, cần xây dựng không khí gia đình đầm ấm, hạnh phúc và no đủ. Mỗi gia đình cần biết cách giáo dục, quan tâm và chăm sóc con cái, đặc biệt phải biết yêu thương, trân trọng những tình cảm của người thân trong gia đình, luôn có ý thức vun đắp gia đình hạnh phúc. Và để có một gia đình bình yên, hạnh phúc phải đến từ sự cố gắng của các thành viên trong gia đình. Cha mẹ không chỉ là tấm gương để con học tập theo, mà cần trở thành một người bạn của con, biết chia sẻ với con những vấn đề trong cuộc sống, đưa ra những lời khuyên hay, lời động viên đúng lúc. Còn con cái thì cần biết vâng lời, lễ phép và học tập những đức tính tốt đẹp của cha mẹ. Khi gặp phải vấn đề khó khăn trong cuộc sống, con cái nên chia sẻ với cha mẹ để có thể nhận được sự thấu hiểu hay lời khuyên đúng đắn. Đối với anh chị em trong một gia đình cần sống hòa thiện, nhường nhịn, chia sẻ và giúp đỡ nhau. Có như thế, tôi tin rằng tổ ấm của gia đình luôn bền vững và thật hạnh phúc. Đó chính là phần nội dung chính các em nhé. Và chúng ta qua một phần cuối cùng, đó là phần kết thúc. Tóm lại, chúng ta cần phải biết quý trọng những người thân yêu và mỗi thành viên trong gia đình, hãy cùng nhau xây dựng một tổ ấm hạnh phúc. Trên đây là ý kiến của tôi về những việc cần làm để gia đình trở thành một tổ ấm yêu thương. Tôi mong rằng qua bài nói này, các bạn sẽ hiểu hơn về nỗi lòng của cha mẹ và có thể giúp gia đình luôn là nơi tràn ngập tình yêu thương. Nếu các bạn có bất cứ điều gì đồng cảm, cần chia sẻ thì tôi sẵn sàng lắng nghe. Xin chân thành cảm ơn. Như vậy chúng ta mới nghe xong một cái bài minh họa, đúng không? Của một tiết nói nghe, trình bày ý kiến về một vấn đề trong đời sống gia đình của một bạn học sinh. Sau khi chúng ta nghe bài xong thì chúng ta phải làm cái nhiệm vụ, đó là đánh giá nhận xét bài của bạn. Em quan sát trên màn hình. Vậy em có nhận xét gì về bài nói của bạn? Thông thường một tiết nói nghe ở trên lớp, phần này thầy cô giáo sẽ cho em một phiếu nhận xét đánh giá theo các tiêu chí, và các em quan sát để thấy các tiêu chí đánh giá. Ở đây chúng ta chú ý, ở một bài nói nghe chúng ta có 5 tiêu chí. Và tiêu chí thứ nhất là chúng ta lựa chọn được nội dung hay, đúng yêu cầu. Tiêu chí thứ hai là nội dung trình bày có phong phú, đa dạng không. Thứ ba là nói to, rõ ràng, truyền cảm. Thứ tư là sử dụng các yếu tố phi ngôn ngữ, ví dụ như là cử chỉ, điệu bộ. Và thứ năm là phần mở đầu và phần kết thúc có hợp lý không. Dựa vào 5 tiêu chí ấy, chúng ta có 3 mức độ đánh giá. Mức độ thứ nhất là chưa đạt, mức độ thứ hai là đạt, và mức độ thứ ba là tốt. Như vậy, sau khi chúng ta nghe xong bài nói của bạn thì chúng ta phải nêu các nhận xét đánh giá. Thông thường chúng ta phải dựa vào các tiêu chí của bài nói nghe để đánh giá. Ở trên lớp chắc chắn các em sẽ được thầy cô cho các em một phiếu tiêu chí đánh giá bài nói theo như là các em quan sát trên bảng. Ở đây chúng ta thấy để đánh giá một bài nói theo tiêu chí thì chúng ta có 5 các tiêu chí lựa chọn. Tiêu chí thứ nhất là chúng ta chọn được nội dung hay, đúng yêu cầu. Tiêu chí thứ hai là nội dung trình bày có phong phú, hấp dẫn không. Tiêu chí thứ ba là nói to, rõ ràng, truyền cảm. Tiêu chí thứ tư là sử dụng những yếu tố phi ngôn ngữ, ví dụ như là cử chỉ, điệu bộ. Cuối cùng là để đánh giá một bài nói, chúng ta chú ý ở phần mở đầu và phần kết thúc có hợp lý không. Dựa vào 5 tiêu chí ở, chúng ta thấy có 3 mức độ đánh giá. Mức độ thứ nhất là chưa đạt, mức độ thứ hai là đạt, và mức độ thứ ba là tốt. Thì từng mức độ chúng ta có những cái tiêu chí nhỏ để đánh giá. Các em quan sát thật kỹ để chúng ta có thể đánh giá bài nói của bạn một cách công bằng, trung thực, để giúp cho các bạn tốt hơn trong thực hiện bài nói của mình. Thầy tin rằng sau khi chúng ta trở lại trên trường và tiếp cận cái tiết nói nghe thì các em sẽ được phát cái phiếu này khi chúng ta thực hành tiết dạy nói nghe trên lớp các em nhé. Với những tiêu chí như thế thì chúng ta dễ dàng để đánh giá một bài nói của bạn. Và sau đây các em quan sát thật kỹ
Lâu lắm rồi chúng ta không được trở lại lớp học. Thầy biết rằng nhiều em đã cảm giác rất nhớ cái tiếng của thầy cô, tiếng của bạn bè, tiếng vỗ tay của bạn, đúng không các em? Và ngày hôm nay thầy cho các em trở lại cái không khí của lớp học bằng một đoạn video ngắn. Xin chào tất cả các bạn, mình là Linh Nguyễn. Sau đây mình xin giới thiệu cũng như kể lại câu chuyện về trải nghiệm của mình. Trải nghiệm của mình có tên trải nghiệm xa nhà. Sau đây mình xin được phép bắt đầu. Năm ngoái khi lên điểm cao, bố mẹ đã quyết định cho tôi đi học ở Hà Nội. Cách đi học ở ngôi trường nhỏ nên là quê mình người nghèo, có một tương lai tươi đẹp và trong sáng hơn. Tôi háo hức lắm, mong chờ lắm. Những ngày đó, tôi trở về Hà Nội thì mưa, nước kéo dài như một chút nước. Tôi một mình co ro trong những chăn mỏng. Ngủ giữa căn phòng thì bác tôi, mặc dù tại căn nhà của người bác và các anh chị thân yêu rất cần những cái vợ mát, nhưng trong lòng tôi vẫn luôn chỉ nhớ về gia đình và những người bạn nhau. Cứ như thế, một năm trôi qua rất nhanh, không biết bao tình trạng cảm xúc cũng như những ngày hôm qua. Tôi đã trở thành hơn, rút ra được niềm tin cho bản thân hơn, và cũng tìm được những người bạn, những người bạn tích cực, thân thương và quý trọng tôi như những người trong gia đình. Và phần trình bày của tôi đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã chú ý. Một không khí của tiết nói nghe thật là tuyệt vời thật, phải không các em? Và thầy nghĩ rằng cái không khí này sẽ được trở lại sớm với các em khi chúng ta đến với lớp học, đến với thầy cô. Và chúng ta nhận ra một điều rằng trong cái đoạn video của bạn Minh Nguyễn mới trình bày trước lớp và cái bài nói mà ngày nay, hôm nay chúng ta học có sự khác nhau nào không các em? Nhiều bạn đã nhận ra rằng cái bài nói của chúng ta học ngày hôm nay là trình bày ý kiến về một vấn đề. Còn bài của bạn Minh Nguyễn nói trong đoạn video là kể về một trải nghiệm của bản thân mà chúng ta học ở tiết mục, chính là tiết mà cô Hạnh Thủy đã lên lớp với các em. Các em phân biệt như vậy để chúng ta khỏi nhầm lẫn khi chúng ta trình bày các em nhé. Và thầy cũng xin nói thêm rằng cái bài của bạn Minh Nguyễn rất là dài, bạn nói rất là đầy đủ cả ba phần, nhưng cái mục đích của thầy chia sẻ đoạn video này đó là để các em cảm nhận được cái không khí ở trên lớp, và các em có thể xem lại đoạn video này trên cái địa chỉ ở phía dưới. Như vậy, chúng ta đã vừa trải qua một cái quy trình để viết một bài nói và nghe. Các em quan sát lại thêm một lần nữa. Ở đây các em chú ý, khi chúng ta nói và nghe, trình bày ý kiến về một vấn đề, thì chúng ta có 3 bước. Bước thứ nhất là chúng ta trước khi nói. Bước thứ hai là trình bày bài nói. Và bước thứ ba là sau khi nói. Thì tương tự từng bước một. Ví dụ trước khi nói, chúng ta có chuẩn bị nội dung nói và tập luyện. Trình bày bài nói, chúng ta có 3 phần là mở đầu, phần nội dung chính và phần kết thúc. Còn sau khi nói, chúng ta hướng đến đối tượng người nghe và người nói. Và các em chú ý sơ đồ này để chúng ta có thể làm tốt các tiết nói nghe ở các tiết học sau các em nhé. Để kết thúc bài học ngày hôm nay, các em quan sát trên màn hình, thầy sẽ hướng dẫn các em phần tự học. Ở đây, các em hoàn thành các nội dung củng cố, mở rộng ở trang 56. Các em quan sát trên màn hình, chúng ta thấy ở phần củng cố này có hai bài. Bài tập số 1 là các em kẻ cái bảng và vở theo cái chủ đề ở trong bài học 2, gõ cửa trái tim. Nhưng các em lưu ý, chúng ta chỉ điền tên nhan đề của bài thơ. Theo các mục là nhan đề bài thơ, nội dung chính, và chú ý cho thầy là phần đặc điểm về nghệ thuật. Ở trong đặc điểm về nghệ thuật, các em chú ý làm rõ hình ảnh, biện pháp tu từ, yếu tố, tự sự và miêu tả. Và các em kẻ cái bảng này vào vở và hoàn thành. Sau đó các em sẽ nộp lại cho cô giáo của mình khi các em trở lại trường nhé. Ở bài tập số 2, trong phần củng cố mở rộng, phần này các em cũng có thể diễn tả nội dung một bài thơ đã học theo một hình thức khác. Ví dụ như là vẽ tranh, ví dụ như là sáng tác một cái đoạn nhạc, vân vân. Thì hy vọng rằng với những em học sinh lớp 6 có năng khiếu, các em sẽ làm cái bài này một cách thuận lợi và dễ dàng. Phần thứ hai thì hướng dẫn các em đó là thực hành đọc văn bản Những cánh buồm của nhà thơ Hoàng Trung Thông. Khi các em đọc bài thơ này, các em chú ý cho thầy 3 điều sau đây. Điều thứ nhất là các em chú ý cho thầy hình ảnh hai cha con và cuộc trò chuyện của họ. Chú ý thứ hai là ý nghĩa của hình ảnh những cánh buồm trên biển sau buổi sớm mai, sau trận mưa đêm. Chú ý thứ ba là những biện pháp tu từ được sử dụng
trong bài thơ. Ở đây các em chú ý biện pháp câu từ, ẩn dụ và điệp ngữ. Để kết thúc bài học ngày hôm nay, thầy tin rằng với những kiến thức đã được học, các em sẽ học thêm được cái tình yêu thương, san sẻ trong gia đình. Thầy hy vọng rằng đó là những, các em là những học sinh ngoan, biết vâng lời bố mẹ, thầy cô, ông bà, để gia đình chúng ta luôn luôn là một mái ấm đầy yêu thương. Cũng giống như người ta nói, gia đình là nơi cuộc sống bắt đầu và tình yêu không bao giờ kết thúc. Thân ái chào các em.